kinh nghiệm của mình đó anh Thành, nó tích lũy qua khoảng tầm 30 mấy năm. Ba mươi mấy năm, 32 năm rồi. Ngần ấy thời gian để tích lũy kinh nghiệm hả? Dạ. Với những dạng kinh nghiệm mà được giấu lâu cỡ đó thì nên giấu luôn em ạ. Chắc nghĩ là không tới em đâu anh Thành ơi. Em phải đang gửi hồ sơ đằng xa đó. Không, chắc chắn rồi, anh chỉ hỏi vậy thôi, làm sao tới em. Dạ. Được. Ốm nè, còn nổi tấm xấu. Giới tính nữ. Hình như có vẻ là rất là ngon ăn vừa miệng phải không? Tại sao lại đỏ mặt? Chết rồi, hôm nay nữ chính là ai vậy thưa quý vị? Ngày hôm nay đến với chương trình, chúng tôi đã mời đến đây những nam thanh nữ tú, những gương mặt được gọi là có ngạnh nhất của showbiz Việt. Tôi cực kỳ áp lực khi tham gia số này, tôi đã phải nhịn đói từ sáng đến giờ để có thể ngồi kế và không có khoảng cách quá xa với họ. Bởi vì đây là những người siêu gầy và đẹp. Thưa quý vị, xin giới thiệu diễn viên Diễm My. Nam diễn viên nam thần Tuấn Trần. Diễn viên nam thần thứ hai thưa quý vị, Liên Bình Phát. Vâng, và một diễn viên nam bình thường thưa quý vị, vui vẻ Mạc Văn Khoa. Anh đã cố gắng để kiếm một chữ nào đó thế vô chữ nam thần, anh kiếm chưa ra. Dạ, những người đẹp thật thì hay khiêm tốn anh ạ. Không, anh em hiểu không mà. Muốn anh nói ra. Em có thể đổi vị trí ngồi chính giữa được không anh, chứ ngồi em áp lực quá, cảm thấy bơ vơ kiểu gì á. Không sao em ạ, tại vì phụ nữ chị em nên ngồi gần nhau để biết đâu cô gái mà có cần cái gì đó em nắm tay lại được. Chứ ngồi kế bên Khoa, nó mới lập gia đình, làm sao con bé nắm, đúng không ạ? Rồi nếu mà nó ngồi kế Tuấn Trần hay Liên Bệnh Phát, con bé nắm về luôn, đâu theo người trên này, đúng không mấy em? Anh ơi, đây có trai độc thân nè anh, biết đâu được anh, nắm đúng người sao anh? Tuấn Trần thấy sao? Em có thể ngồi ghế này được không anh? Sao vậy? Tại đang độc thân được quyền ngồi ghế này thì em cũng muốn ngồi ghế này. Em muốn làm nữ chính của chương trình hả? À, dạ em chưa nói gì ạ. Khoa ơi, dạo này dạ. Cuộc sống hôn nhân em ổn không? Nó có đẹp như em đã từng ao ước không? Dạ, nói chung em thì không được đẹp, nhưng mà cuộc sống hôn nhân của em rất đẹp anh ạ. Khi làm bố có bận hơn so với trước khi làm bố không? À, dạ, lúc mà vợ em chưa đẻ thì em 28 tuổi. Nhưng mà sau khi đẻ xong, con em khóc một cái thì em lên 35 tuổi anh ạ. Mình mệt nhưng mà mệt trong sung sướng anh ạ. Chúc em sẽ trở thành một người bố tốt nha. Phát thì sao, dạo này Phát có dự án gì mới không? Dạ hello anh Thành, hello các bạn. Khi mà ngồi đây nghe Khoa nói, mình cảm nhận là Khoa như là đây là trẻ tuổi nhất luôn đó, đúng không? Khoa như sinh năm mấy? 92. Bằng Tuấn. À, bằng Tuấn hả? Khoa bằng Tuấn hả? Là hai nghe... bạn cùng tuổi nhau hả? À, đúng rồi. Nhìn Khoa nên xem lại. Tại chưa bạn... có vợ anh. Khi mà người đàn ông mà họ có vợ rồi đó, họ có cái là họ phấn đấu á, mình thấy họ giống như là rất là trưởng thành ha. Còn với Phát ở đây, Tuấn là Mi cũng vậy, là những người đang độc thân. Và ngày hôm nay thì với những cái kinh nghiệm của những người đang độc thân, hy vọng là sẽ tư vấn được cho khách mời. Từ từ Khoan để trả lời câu hỏi của anh Thành. Anh Thành hỏi là Phát có dự án gì mới không, cho Phát xin 2 giây. Không, mà quan trọng là Phát ơi, anh cũng đang thắc mắc là anh đang có kinh nghiệm phải không ạ? Có kinh nghiệm tại sao độc thân ạ? Thật ra là kinh nghiệm của mình đó anh Thành, nó tích lũy qua khoảng tầm 30 mấy năm. 30 mấy năm. Wow. 32 năm rồi. Ngần ấy thời gian để tích lũy kinh nghiệm hả? Dạ. Với những dạng kinh nghiệm mà được giấu lâu cỡ đó thì nên giấu luôn em ạ. Còn bây giờ là anh đại diện cho một lớp phụ nữ rất lớn trong xã hội đang rất muốn biết gu của Liên Bệnh Phát là gì. Gu của Phát thì nó hướng về bên trong tâm hồn một chút xíu, phải là một người phụ nữ lớn tuổi. Dạ không phải. Có nghĩa là cái cô này cổ hiểu được cho Phát. Khi mà mình ngồi được với nhau, mình có thể tâm sự được với nhau. Khi mà mình cùng tần số với nhau, mình nói chuyện thì nó mới vào anh Thành. Một dạng người như thế nào để dễ hình dung này? Nếu mà về ngoại hình thì cái này chắc có lẽ là mọi người sẽ dễ hình dung nhiều hơn. Mảnh mai một chút xíu, không cần phải quá cao đâu. Tại quá vì cao. Lý do này mọi người ai cũng hiểu. Và nội tâm chút xíu, thấu hiểu chút xíu đúng không ạ? Phát nghĩ sao về cô gái ngồi kế bên cạnh mình? Ôi, phải nói là Phát được làm việc với Diễm My một lần rồi, thì cô này phải nói là như là một cô gái quốc dân rồi. Bao nhiêu chàng trai mơ ước, Phát nghĩ là không tới em đâu anh Thành ơi. Em phải đang gửi hồ sơ đằng xa đó. Không, chắc chắn rồi, anh chỉ hỏi vậy thôi, làm sao tới em. Dạ. Đâu anh Xịn, mà nãy anh Phát anh tả đó, ốm rồi nội tâm sâu á, thì em thấy là anh Khoa giống á. Ốm nè rồi nội tâm sâu. Giới tính nữ.
mắt anh sâu rồi chứ tại nội vì tâm. Tuấn nó nói cũng không hoàn toàn là không có lý, là bởi vì em chỉ nói là gầy và nội tâm sâu thôi. Đúng thì rồi. Nãy giờ đúng là Khoa là đáp ứng đầy đủ điều kiện, tại em chưa có nói đó là nữ, khán giả có biết gu em là ai đâu. Em xin bổ sung là giới tính nữ ạ. Hiểu kiểu giống như em vậy đó, nhưng mà em nghĩ là em với anh Phát không có hợp đâu, tại vì hai đứa mình trầm lắm, hai mình vô là không ai nói với ai, nguyên ngày không có tiếng nào hết trơn. Em phải có một cái người nào đó giống như anh Phát nhưng mà nó sôi nổi hơn một chút. Vậy em nghĩ sao về chàng trai ngồi bên cạnh? Em mắc cỡ em không dám nói. Vậy rồi. Em cần đậm đà thì anh đưa cái món này, cái em nó mặn quá thì không được rồi. Hình như có vẻ nó rất là ngon ăn vừa miệng phải không? Tại sao lại đỏ mặt? Chết rồi, hôm nay nữ chính là ai vậy thưa quý vị? Em thấy My đã có những cái động tác không có thể control được. Vâng, tôi đã thấy một sự bẻ tay vuốt móng gì đó ở đây ạ. Đầu tiên em bối rồi. Em không biết nữa, nói chung là em phải nói chuyện nhiều với Tuấn em mới hiểu được Tuấn nhiều hơn. Em chưa hiểu Tuấn lắm. Tuấn ơi, My cần Tuấn nói chuyện kìa. Thế Tuấn nói cho My biết là gu chọn bạn gái của Tuấn là gì đi. Bởi vì chúng tôi thấy Tuấn lâu lắm rồi cũng chưa có người yêu ạ. Tuấn thì ai cũng được hết, tới Tuấn thì Tuấn tới thôi. Cái dạng người của em á cũng không cần đòi hỏi quá nhiều ở người ta đâu. Tại vì em thấy bản thân của em nó sẽ không có đủ thú vị, hay là bản thân của em sẽ không đủ chiều sâu để mình đòi hỏi quá nhiều. Em chỉ cần là ở bên cạnh người đó em cảm thấy hạnh phúc là được. Ví dụ nha, mình cũng phải có một cái mẫu gì đây để khán giả dễ hình dung, mà những cô gái người ta đang có cái điều kiện đó, người ta muốn gặp em, người ta cũng có quyền hy vọng chứ không ạ. Đặc biệt là một cái cô gái mặc váy màu xanh ngồi kế bên chẳng hạn. Em nghĩ là Tuấn rất là hợp với những cô gái mà lớn tuổi hơn Tuấn, tại vì Tuấn là một người giống như có ở đó nhưng mà nó giấu ở đó, mà nó chưa có bộc phát ra và con. Sao nói sao ra giống như màu tím vậy, có đó rồi giấu ở đó là sao? Hơi trừu tượng đấy em. Em đúng kiểu là em không có kinh nghiệm gì về tình yêu luôn á anh Thiền. Em nói thiệt nha, mục đích của em lên đây duy nhất là chỉ muốn cho mọi người biết là em đang độc thân thôi, giống gì đó. Cái thứ hai á là em cũng đăng ký là em đứng chởn á, mà tự nhiên nó chởn hết chỗ rồi em mới xuống ngồi đây á. Như vậy ngày hôm nay là không phải là cố vấn mà đến đây là để học tình yêu. Học yêu ha, cũng có là cái gì đó thú vị, biết đâu nhiều khi một lát nữa nữ chính mà chọn không đúng thì Tuấn Trần lên đơn cử vậy thôi. Cảm ơn các bạn. Đón xem Người Ấy Là Ai lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên HTV2 V Channel.